Bộ Thông tin và Truyền thông nói về hiện tượng livestream có xu hướng khiêu dâm trên TikTok. Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông đã yêu cầu TikTok rà soát và báo cáo hiện tượng livestream trên TikTok, kêu gọi người dùng chuyển sang ứng dụng mua dâm. Chiều mùng 8 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 4, 2024. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm chủ trì buổi họp báo. Trả lời câu hỏi của báo chí về việc hiện tượng livestream trên TikTok kêu gọi người dùng chuyển sang ứng dụng mua dâm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử, Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết đơn vị này đã phối hợp, yêu cầu TikTok rà soát và báo cáo thông tin trên. Theo bà Huyền, TikTok đã rà quét trên hệ thống và báo cáo với Cục về việc phát hiện hai tài khoản livestream có đặt đường link đến ứng dụng khác, sau đó trỏ đến ứng dụng khác nữa để mời chơi game và sau đó tặng các tài khoản để yêu cầu chuyển tiền và có dấu hiệu lừa đảo. Bà Huyền cho biết, ứng dụng này đưa ra thông tin mập mờ theo kiểu mời người sử dụng tham gia các tài khoản link bên dưới có xu hướng khiêu dâm. Nhưng khi người dùng vào đường link thì lại cung cấp dịch vụ lừa đảo, yêu cầu chuyển tiền để mua các tài khoản cũng như chơi game. Vấn đề này đã được TikTok cho người theo dõi, phối hợp và báo cáo lại. Bộ Thông tin và Truyền thông hiện nay đang phối hợp với TikTok để cung cấp các thông tin dữ liệu liên quan để chuyển cho Bộ Công an điều tra xử lý theo thẩm quyền, bà Huyền nói. Cũng theo bà Huyền, qua phản ánh của báo chí, thời gian vừa qua Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp và yêu cầu nền tảng TikTok thực hiện rà quét, triển khai các biện pháp để xây dựng không gian mạng an toàn, tích cực, thực hiện ngăn chặn gỡ bỏ các đường link có các thông tin lừa đảo, thông tin sai lệch, cũng như thực hiện quản lý chặt chẽ hoạt động quảng cáo trên nền tảng này. TikTok đã có cam kết tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, đang tích cực triển khai các yêu cầu mà Bộ Thông tin và Truyền thông sau đợt kiểm tra năm 2023. Viết Thịnh.